chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay thì nghe chạy Phước Hùng có một chiếc vỏ bự ghê các bạn, cũng đóng cầu sò cầu lụa. Bây giờ cũng đang lên mui nha các bạn. Vỏ này là hoành là 3m6, bề ngang lái là 2m9 nha các bạn. Vỏ này dài là khoảng là 13m mấy nha các bạn. Bây giờ mấy anh thợ đang lên cabin sau. Thì mấy ông thợ đang lên cabin sau rồi các bạn. Cái chéo lái thì chưa có vô á. Cong cũng vậy các bạn, cong này cỡ 5-6 phân nè. Tì bè đây các bạn. Bè này 2 phân. Đây móc cái lỗ tiếp rồi các bạn. Cái vỏ này sẽ nữa đặt máy sẽ xuống cái vỏ của xin lỗi các bạn ha, xuống cái chạy tiệm máy của ông anh mình đặt máy nha các bạn. Mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem chiếc này nha các bạn. Bên sau á. Vỏ quá bự ghê các bạn. Đây về nước 5 phân ha. Về cái khoảng là 2m rưỡi các bạn. Bản có khoảng là 3 tấc. Bản 3 tấc rồi dọn lại cũng còn cục nữa các bạn. Thì vỏ này bề dài là 14m nè các bạn. Là hoành là 3m6. Bề ngang là 2m9. Đóng bằng cây châm đỏ các bạn. Giờ chạy ở đây đóng cây châm đỏ rất là nhiều. Châm đỏ mà xài lóc keo vô nữa thì xài cũng rất là lâu rồi các bạn. Thì mình thấy mấy ông anh mình đó đang cạo cây lên, đang xả dán nha các bạn, đang đóng vô cái vỏ này ha. Chút nữa mình để số điện thoại cái trại này ở dưới cái dưới màn hình, có mấy anh em nào đóng vỏ thì cứ liên hệ ha. Chơi bắt cái về nước bằng bù lon đen luôn các bạn, bù lon bằng thép ha, lon thép rất là chắc đây các bạn.
đẹp đấy các bạn, mũi đẹp mà cao á, bự hơn gió đặt rồi ha, dòm rất là đẹp đấy các bạn. Chầm đỏ, ghi chầm đỏ các bạn. Cái chéo bên đây hai bên chưa lên nữa. Cái quần lươn dưới cũng rất là bự các bạn. Cái này mà lóc kêu nữa là rất là to luôn. Rồi bây giờ mình trèo lên cầu thang và đi lên trên. Mình quay mép trong cho các bạn xem ha. Trong chơi cặp con lươn quá bự ghê các bạn. Lươn này khoảng 2,5 tấc á. 2,5 tấc dày có khoảng là 5 phân rồi các bạn. Công nào bắt rồi hết nha các bạn. Thì mấy cây đố lóc ngang này để lóc sạp. Mấy cái đài ngang lóc sạp á. Đây cặp đổ cắt ngàn xong đưa vô xong rồi nha các bạn. Cabin rất là cao á. Cabin này xài đố 5 phân rồi các bạn. Tâm lát móc xong rồi các bạn. Và bè vô rất là thích đây các bạn. Đây. Bè với cầu với cộng là thích gịch luôn rồi các bạn. Rất là thích ha. Thì dàn xề hai cái cặp đũa, cặp đà lương. Sao thả rồi mà chưa có đố chuẩn bị xong rồi nhưng mà chưa có bắt hay các bạn. Thì làm ở đây xong rồi dàn xề làm sao.
Vỏ nhìn quá đẹp rồi các bạn. Rồi video mình tới đây thôi. Chào các bạn nha. Đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình. Rồi chào tất cả các bạn.